Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng ở Lào Cai. Thành phố Biên Hòa, thêm một bác sĩ bị khởi tố trong vụ làm giả giấy tờ, trục lợi bảo hiểm. Xe ô tô 16 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 20 bất ngờ bốc cháy. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, tối qua công an tỉnh Lào Cai đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng. Trước đó vào trưa qua, đối tượng này đã xông vào đập tủ kính một tiệm vàng ở trung tâm thị trấn Tàng Lõn, huyện Bảo Thắng. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra ngay tại địa bàn trung tâm thị trấn Tàng Lõn, nơi tập trung đông dân cư và hàng ngàn công nhân của khu công nghiệp. Lãnh đạo công an Lào Cai đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố, tập trung truy xét theo dấu vết nóng với mục tiêu truy bắt đối tượng sớm nhất nhằm ổn định tình hình. Thời điểm xảy ra vụ cướp, chủ tiệm vàng ở bếp phía sau. Khi phát hiện chủ nhà đi lên thì bị đối tượng cầm dao dọa chém nên chạy ra sau nhà hô hoán. Đối tượng lấy hơn 20 cây vàng rồi tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phối hợp đã rà soát gần 100 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và đối tượng lưu động trên địa bàn cũng như các địa bàn giáp danh, số công nhân có biểu hiện nghi vấn trong khu công nghiệp Tàng Lõn. Đồng thời phân công nhiều tổ trinh sát rà soát hàng trăm camera trên hàng chục tuyến đường liên xã, đường tỉnh lộ, quốc lộ liên quan đến khu vực xảy ra vụ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ 20 tối qua, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, cùng toàn bộ phương tiện gây án và tang vật. Đối tượng là công nhân của một công ty hóa chất tại Lào Cai. Liên quan đến vụ làm giả giấy tờ bảo hiểm y tế để trục lợi, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Sờ là bác sĩ, chủ phòng khám đa khoa Tam Đức, đóng tại phường Tân Hiệp, để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bác sĩ Sở bị khởi tố được xác định liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 19 bị can, trong đó thi hành lệnh bắt tạm giam 18 đối tượng, một đối tượng cho tại ngoại để điều tra về hành vi nói trên. Trong số các bị can đã khởi tố có 5 bác sĩ là trưởng, phó, bác sĩ chuyên khoa tại các phòng khám đa khoa và các dược sĩ, nhân viên y tế tại những cơ sở này. Theo điều tra, các chủ phòng khám này đã chỉ đạo các nhân viên cấu kết với các đối tượng bên ngoài để làm giả các loại giấy tờ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Bước đầu, công an thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 giấy khám sức khỏe cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa cũng đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng Huỳnh Minh Phát 26 tuổi, Ngô Đạt Đức 28 tuổi, cả hai trú tỉnh Đồng Nai về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ việc, Phát còn bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác chuyên môn, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm công an thành phố Biên Hòa phối hợp với công an phường Long Bình Tân bắt Phát, Đức cùng 5 đối tượng ngụ tỉnh Đồng Nai tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại hai chòi trong quán cà phê BT ở khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, thu giữ 4 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy và nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Qua test nhanh 7/7 đều dương tính với chất ma túy. Vừa thưa quý vị, chiều qua ô tô khách 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng bốc cháy dữ dội. Tài xế và hành khách đã tung cửa thoát thân trong gang tấc. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều qua, ô tô 16 chỗ biển số 49D00623 lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến địa phận xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, thì ngọn lửa bốc cháy từ khu vực đầu xe, rồi nhanh chóng lan ra khắp chiếc xe và phát ra tiếng nổ. Phát hiện ngọn lửa bùng cháy, tài xế và hành khách đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau đó, nhiều người sử dụng bình chữa cháy trên xe để dập lửa, nhưng bất thành do lửa cháy quá lớn. Thậm chí, thời điểm cháy, trời đang mưa to nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, song chiếc ô tô bị cháy hoàn toàn. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy và giải tỏa hiện trường. Một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng mới đây cũng đã xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy biển số 53X86807 lưu thông trong trời mưa trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Đồng Xoài.
Đến ấp 4 xã Tân Thành bất ngờ tông thẳng vào xe máy biển số 93F8-2897 do người phụ nữ 35 tuổi điều khiển từ bên tay phải xe máy vừa chớm qua đường. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị văng lên phía trước nhiều mét. Người phụ nữ bị văng ngược vào lề bên phải nằm bất động. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Như đã thông tin, hôm qua tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá tràn xuống, lấp vùi nhiều ngôi nhà trong khu vực. Lực lượng chức năng đã cứu được 5 người trong một ngôi nhà, sau đó tiếp tục sử dụng máy múc đào bới để tìm kiếm 2 người trong một ngôi nhà khác bị vùi lấp hoàn toàn. Từ chiều ngày 28 tháng 6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xảy ra trận mưa rất lớn và kéo dài. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 30 rạng sáng qua. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trong đêm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có mặt chỉ huy công tác cứu hộ. Tại hiện trường, hai ngôi nhà đã bị phá hủy, vùi lấp hoàn toàn. Hai ngôi nhà 3 tầng và 4 tầng khác đã bị vùi lấp một phần. Trong đó có một ngôi nhà bị nghiêng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong khi đó, trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng xảy ra sạt lở ở nhiều nơi khác. Ngay tại phường 10 còn có các vị trí khác bị sạt lở tại đường Yên Thế, Hoàng Hoa Thám, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đèo Mimosa. Tại địa bàn phường 3 cũng xảy ra sạt lở hàng loạt vị trí ở nhiều nơi. Đường Đặng Thái Thân, Đống Đa, Triệu Việt Vương, An Bình, 3 tháng 4. Với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau, đã có 3 căn nhà bị sập, 1 người bị thương và cây cối ngã đổ. Sạt lở đất cũng xảy ra tại địa bàn phường 5, nhưng mức độ nhẹ, cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục. Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự vừa diễn ra tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh Đồng Nai. Chiều qua tại huyện Long Thành, cụm thi đua phía Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai gồm ban chỉ huy quân sự các huyện, thống nhất cụm trưởng Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa đã sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị cụm thi đua phía Nam Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có nhiều mô hình tiêu biểu, duy trì gặp mặt chức sắc chức việc của thống nhất, ngôi nhà hậu vương của Long Thành, dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú của Trảng Bom, vân vân. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong 6 tháng đầu năm. Phát huy kết quả đạt được, các đơn vị trong cụm thi đua phía Nam tiếp tục nhân rộng những mô hình thi đua có hiệu quả, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh Đồng Nai hôm qua đã tổ chức tọa đàm xây dựng gia đình, cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai hạnh phúc bền vững. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trao đổi một số nội dung về giá trị truyền thống của gia đình, những thách thức của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác gia đình, đồng thời chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng xử lý những tình huống xảy ra trong gia đình. Qua buổi tọa đàm, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ, đây cũng là hoạt động giúp cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phù hợp với điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ công an trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình và ngày hội gia đình năm 2023 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Tham gia ngày hội có 30 gia đình tiêu biểu đến từ 15 đơn vị xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi đơn vị có 2 gia đình phối hợp tranh tài 2 nội dung: gia đình tài năng và gia đình vui khỏe. Ở phần thi gia đình tài năng với chủ đề món ngon gia đình, mỗi đội sẽ nấu và trình bày một bàn ăn cho 10 người gồm 4 món chính và 1 món tráng miệng, đồng thời cử một đại diện thuyết trình về món ăn trong thời gian từ 3 đến 5 phút. Đối với phần thi gia đình vui khỏe, các đơn vị sẽ thi đấu ở các bộ môn như vượt chướng ngại vật, ném bóng vào rổ, nhảy bao bố, tiếp sức, cướp cờ. Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Tại xã Phước Khánh, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2023. Lãnh đạo huyện kêu gọi toàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã từng bước phát huy hiệu quả, đạt được những kết quả nổi bật. Đặc biệt là phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân và trở thành phong trào rộng khắp. Cũng tại buổi lễ, hoạt động đổi rác lấy quà đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh và người dân trên địa bàn xã Phước Khánh.
Thưa quý vị, những ngày qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đề án 06 về thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ đang đẩy mạnh tiến độ triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hiện Cẩm Mỹ và các huyện Xuân Lộc, Long Thành đang dẫn đầu toàn tỉnh về hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản về thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử theo đề án 06, Ủy ban Nhân dân xã Sông Nhạn đã triển khai các nội dung đến toàn thể các tổ chức, đoàn thể, lực lượng công an, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân. Trung bình mỗi ngày cao điểm, lực lượng chức năng xã hỗ trợ gần 400 lượt người dân kích hoạt, cài đặt ứng dụng VNEID. Kết quả, Sông Nhạn là địa phương dẫn đầu toàn huyện Cẩm Mỹ, một trong 4 xã hoàn thành chỉ tiêu và về đầu trong việc kích hoạt định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. Xác định được cái việc này của cả hệ thống chính trị được sự quan tâm, chỉ đạo và theo dõi sát sao để kiểm tra, và những cái tổ nào mà hạn chế thì chúng tôi cử người xuống để tham gia và đồng thời chỉ đạo trực tiếp, mời bí thư và thành viên trong tổ lên để làm việc lý do tại sao. Qua những cái chấn chỉnh đó thì đến nay là cơ bản thực hiện đề án 06, đến thời điểm này huyện Cẩm Mỹ đã có 13 trên 13 xã thị trấn của huyện hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu được giao về cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Hiện lực lượng công an tiếp tục huy động toàn bộ nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc, phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt, tuyên truyền về ý nghĩa, sự tiện ích của việc kích hoạt định danh điện tử cũng như cài đặt ứng dụng VNEID. Ban chấp hành đoàn xã cũng triển khai sâu rộng đến lực lượng đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn xã tham gia tích cực cài đặt cho người dân trên địa bàn xã Xuân Quế. Đây là nhiệm vụ chính của thế hệ trẻ rành về công nghệ thông tin cũng như là giúp xã nhà phát triển trong công cuộc chuyển đổi số. Tiếp tục là chúng tôi cũng huy động tối đa nguồn lực để mà thực hiện công tác điều tra cơ bản, lập danh sách các cái người dân mà chưa được cấp, để mà chúng tôi đến từng ngõ gõ từng nhà làm cho người dân đảm bảo cho tiến độ. Bên cạnh đó là tham mưu cho đồng chí tổ trưởng tổ 06 biểu dương khen thưởng các mà đơn vị xã mà có cái thành tích nổi trội, cũng như là phê bình kiểm điểm các cái xã mà có cái hiệu quả chưa cao. Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hiện nay. Do vậy, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức, đồng lòng, chung tay cùng thực hiện, góp phần sớm đưa đề án 06 của chính phủ đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thông tin trên đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.